Giới thiệu đất nước, con người Israel. Israel, phiên âm Isen, cũng được gọi là nhà nước do thái, là một quốc gia theo chế độ cộng hòa ở vùng Trung Đông bên cạnh Địa Trung Hải. Tên Israel có nghĩa là người đã đấu với Thiên Chúa, và tên đó bắt nguồn từ đoạn sáng thế kỷ 32, 28 của Kinh Thánh, trong đó gia cốt được đổi tên là Israel sau khi đấu với một người tấn công thần bí vô danh. Tên Israel trong tiếng Do Thái là, trợ giúp, chi tiết, không có nít, chuyển tự, Medinat Israel, và trong tiếng Ả Rập là, chuyển tự, Dalat Israel. Tên nước cái tên Israel bắt nguồn từ trong, trong kinh thánh Heber, Gia Cốt, tổ phụ của dân tộc Do Thái, đã được đổi tên thành Israel sau khi chiến đấu với một đối thủ thần bí Ba. Đất nước theo kinh thánh này của Gia Cốt sau đó được gọi là những đứa con của Israel hay Israelit các công dân của nước Israel hiện đại ngày nay, theo tiếng Anh, được gọi là Israeli. Sau khi vua Solomon, 973-937 TCN, còn nhiều tranh cãi về niên đại chính xác, mất, nước Israel bị chia đôi, Israel ở miền Bắc và Judah ở miền Nam. Danh từ Judah được phiên âm sang tiếng Hán thành Do Thái. xứ Israel có thủ đô là Samaria tồn tại đến năm 721 TCN thì bị đế quốc Assyria, nay ở miền Bắc Iraq, tiêu diệt. Xứ Juda có thủ đô là Jerusalem, tồn tại đến năm 587 TCN thì bị đế quốc Tân Babylon, nay ở miền Nam Iraq, tiêu diệt. Lịch sử các nguồn gốc lịch sử Dân tộc Do Thái bắt đầu định cư ở vùng đất Israel ngày nay từ khoảng 1.800 năm TCN, sau đó di cư sang Ai Cập trong một thời gian. Đến khoảng 1255 TCN, nhà tiên tri Moses dẫn dắt dân tộc Do Thái trở về đất nước Israel. Trong thời gian sau đó, người Israel liên tục phải chiến đấu chống lại quân du mục Palestine, tổ tiên của người Palestine ngày nay, khi bộ tộc này bị đuổi khỏi quê hương của họ là đảo Khet. Cái tên Israel có lẽ lúc ban đầu được nhắc tới để chỉ một nhóm dân tộc chứ không phải một địa điểm nhóm dân đó là người Mednet pha sale Ai Cập từ khoảng năm 1210 TCN 4. Trong hơn 3.000 năm, người Do Thái đã coi vùng đất Israel là quê hương của họ, nó vừa là đất thánh và là miền đất hứa. Vùng đất Israel là vùng đất thiêng liêng đối với người Do Thái, gồm chứa những vị trí quan trọng nhất của Do Thái giáo, gồm cả những phần còn sót lại của đền thứ nhất và đền thứ hai, cũng như những nghi thức liên quan tới các đền đó. Năm. Bắt đầu từ khoảng năm 1200, một loạt vương quốc và quốc gia do Thái đã tồn tại liên tục trong vùng trong hơn một thiên niên kỷ. Vào năm 1028 TCN, sau, một quý tộc quân sự được các bộ tộc Heber tôn làm vua. Triều vua David, 1012, 972 TCN. Dưới thời cai trị của Babylonia, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Byzantine và một thời gian ngắn, Sassanid, sự hiện diện của người do thái trong vùng bị thu hẹp vì các đế chế này đã trục xuất người do thái hàng loạt đặc biệt thất bại của cuộc khởi nghĩa ba cốc ba chống lại đế chế la mã đã dẫn tới sự trục xuất hàng loạt người do thái ở quy mô lớn